Mặt thân quen 2014 nam ca sĩ Hoài Lâm. Chính như là biết hiện tại thì MC Thanh Bạch là một trong những MC duyên dáng nhất của khu vực miền Nam, đặc biệt là của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta hiện nay. Bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón sự xuất hiện của MC Thanh Xà. Để sao hay vậy? Và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Chẳng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi dài. Đường vi quang đi qua một lò sáng gió. Alo, một lần nữa xin thông báo lại, đó là sau khi với chị chúng ta mình dùng cơm tối xong thì mời chị chúng ta hãy nán lại trung tâm sân khấu để chúng ta diễn cái chương trình ra đi chơi tối ngày hôm nay. Dạ nhỏ quá chúng ta lớn mà giùm em được ạ. Đại gia đình diễn ra quyết kết toán ơi. Rồi, chúng ta đã ổn định khu vực hết giùm em chưa ạ? Rồi, bây giờ ba thì chúng tôi sẽ xem thử không khí giữa các nhóm, các tượng chúng ta. Chúng tôi cần một cái không khí sung tuyệt vời mà giống như chương trình Team Bowling buổi chiều ngày hôm nay giùm em nha các chị nha. Chào mọi các anh chị của nhóm đội 3B đâu ạ, 3B ơi. Wow, rất dữ, dạ. Chào mọi các anh chị của đội sẵn sàng, sung sướng ơi. Wow, quá tuyệt vời. Anh xin lưu ý luôn, đội là la lớn nhất, chúng tôi sẽ cộng được một và cùng với đó là sẽ tặng một thùng bia. Dạ, thử đi chấm điểm nha. Dạ, có, nghe nói hoài ham lắm. Rồi, các anh chị của đội nhóm dạ đội nhóm lùng mà lé ơi, bèo 10 điểm. Các chị của đội gì xét ơi, chưa là chưa kêu mà các chị của đội sen sinh sai xét ơi. Wow, 20 điểm, một tinh thần rất tuyệt vời. Các chị của đội ăn sạch phát sạch ơi. Wow, các anh chị mạnh quá, mạnh này nó là 5 điểm. Rồi các anh chị của đội BCX ơi. Wow, quá tuyệt vời, 50 điểm. Rồi để coi hai đội kia lại nha. Các anh chị của đội sẵn sàng sung sướng ơi. Wow, 55 điểm. Còn nữa là chưa phải tới đâu mà. Để chị hai cờ đâu ra nữa. Nó đổi rồi mà. Dạ. Ba bé rồi. Rồi, đã gia đình 6 nhóm ơi. Rồi, chúng ta sẵn sàng chương trình tới ngày hôm nay chưa ạ? Rồi, xin đón ơn chào đón tất cả quý anh chị, các bộ, tất cả quý anh chị của diễn đàn web web kế toán thành phố Hồ Chí Minh đến với chương trình Gala Dinner Long Hải Biển Xanh 2014. Vâng, và lời nói đầu tiên cho phép xin thay mặt những người thực hiện chương trình xin gửi đến tất cả quý anh chú anh chị có mặt trên sân khấu của chúng ta ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, và kính thưa tất cả quý anh chị, như vậy thì sau khoảng thời gian hơn 3 tiếng di chuyển từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh với cung đường là khoảng 120 km của chúng ta, tất cả các thành viên của diễn đàn web kế toán của chúng ta đã đặt chân tới khu vực của bãi tắm Long Hải. Và ngày hôm nay thì nhằm mục đích là gắn bó cũng như đoàn kết tất cả các tinh thần của bên kia đó các thành viên member của mình. Thì ban tổ chức của công ty Lữ Hành Thiên Cô rất là vinh dự khi được đồng hành cũng như tổ chức đơn vị thực hiện cho gia đình chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Và để mở màn cho chương trình tối ngày hôm nay, xin mời đại diện của diễn đàn với kế toán của chúng ta, xin mời anh Thành Nam sẽ lên phát biểu đôi lời với tất cả các chị. Một tràng thật lớn dành cho Thành Nam được không ạ? Lời đầu tiên là
Mình muốn thay mặt tất cả các bạn đây cảm ơn Intour và nhà hàng đã chuẩn bị cho chúng ta rất là chu đáo từ sáng tới giờ. Kế tiếp thì nhân dịp ở đây thì mình cũng giới thiệu lại các bạn là Quán Toán là một diễn đàn có từ ngày 5 tháng 11 năm 2012, và đến nay đây là chúng tôi đã chuẩn bị bước vào tuổi thứ 12, năm tháng 11 năm 2002, và đến ngày hôm nay là chuẩn bị chúng tôi bước vào lần sinh nhật là 5 tháng 11 2014, và hy vọng là tất cả khuôn mặt đây sẽ có hiện diện tại cái buổi sinh nhật sắp tới. Và kính thưa các bạn là không biết nói gì hơn thì thay mặt diễn đàn Quán Toán đã cảm ơn tất cả các bạn đây. Có thể là chúng ta chỉ biết trên diễn đàn thôi, nhưng mà các bạn đã rất tin tưởng diễn đàn Quán Toán và có mặt ở ngày hôm nay. Và bây giờ là đêm gala, và chúng tôi muốn rằng tất cả các nhóm chúng ta phải chơi hết mình cho đêm gala, và chúng ta sẽ nhớ mãi đêm nắng vàng biển xanh lên Long Hải ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Vâng, xin gửi lời cảm ơn đến những lời phát biểu của anh Thành An của chúng ta. Và giờ đây thì chả xin mời tất cả các anh chị chúng ta để mở màn cho chương trình ngày hôm nay. Xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng đứng dậy và chúng ta cùng hát một bài hát, đó là Nối Vòng Tay Lớn, để thể hiện sự đoàn kết của gia đình chúng ta lại được không ạ? Chúng ta có thể đi một vòng sân khấu này luôn. Dạ, để chúng ta cùng nối vòng tay lớn nha. Dạ, để đánh cái đường bác lớn. Và tình người trong ấy mới thật vô lớp xa xa vui vời. Người trên tôi linh tế vào đời lòng và nụ cười nói trên tôi. Yeah! Ôi chị ơi! Nắm tay, đi vòng tay lớn mãi để nói sơn hà. Và tình người trong ngày mới thật vui lắm xưa xa vui vời. Người trên tôi linh kết vào đời và nụ cười nơi trên môi. Hey! Chị ạ.
Anh em ơi, không ngồi đây. Dạ. Xin mời đây chị. Chị đây. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Mọi người đứng lại đó chị, lại đó chị. Dạ. Rồi, chúng ta cố gắng giùm em. Đúng chưa? Đúng chưa? Rồi, một người nữa. Rồi, anh chị ta, tay đâu, tay đâu? Tho. Thúc. Xuê. Nấu. Ừ, anh Cường lên đi cơm. Nấu rồi gì đâu, nắm chắc quá thì trời. Mời đi cơm, nấu cho nó chắc quét đi. Rồi lên. Nấu nè. Dạ. Đó. À, sau đây thì một hướng dẫn sẽ giúp mời anh chị chúng ta đến với một trò chơi rất là vui nhộn, một game show được mang tên Tiên Nữ Cưỡi Trâu. Ngày xưa ông Táo đã từng cưỡi cá chép về trời, cũng như mình cưỡi siêu xe, đó là chuyện rất bình thường. Ngày hôm nay anh Cường, từ từ anh Cường, con trâu này chúng ta quay cùng hóa hết. Dạ. Ngày hôm nay anh chị chúng ta xin mời chúng ta đây giùm em anh chị. Yêu nhau hả? Rồi, đó đúng rồi, anh Cường. Anh yên cứng nha. Rồi, chúng ta đến với trò chơi đó là Tiên Nữ Cưỡi Trâu. Dạ, xin mời các chị chúng ta hãy cùng dơ con trâu lên. Dạ, dơ cái đít con trâu lên. Dơ cái đít con trâu lên, cái mông con trâu lên. Dạ, cái mông con trâu. Đúng rồi, cái mông con trâu. Dạ, cái mông con trâu, dạ rồi. Hai tay dơ cái con trâu lên trời. Dạ. Hai tay, chị cầm cái trâu nó bán mình đấy chị. Dạ, đúng rồi. Dạ, dơ con trâu qua bên tay trái. Dơ con trâu qua bên tay phải. Dơ con trâu tay trước. Xoay con trâu một vòng 360 độ. Rồi, chúng ta kiểm tra hàng chưa ạ? Rồi, xin mời các chị ta từ từ đặt nhẹ con trâu xuống đó. Đặt cái mông cũng được mà cái đầu cũng được. Rồi, ok. Tốt nhất là cái mông xuống. Sao cũng được, đặt sao cũng được. Rồi, từ từ cho leo lên con trâu giùm em. Đó. Rồi, ngồi nhẹ cho con trâu giùm em chưa có làm bể. Dạ. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với trò chơi đó là Tiên Nữ Cưỡi Trâu. Dạ, con anh Cường còn bê đê cưỡi trâu. Không có con, cho đi, giỡn thôi. Dạ, 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 đợi của mình nha. Đó, rồi, lúc chơi là như sau. Một đoạn nhạc thật là sung nổi lên. Các chị chúng ta hãy nhảy quằn quại. Và chúng ta chưa có làm bể ha. Chúng ta hãy nhảy quằn quại, chúng ta sẽ chấm điểm cũng như vỗ tay cho không khí nó sôi động. Và chừng nào, khi nào có hiệu lệnh làm bể thì chúng ta sẽ làm bể, không thôi chúng ta sẽ làm theo hiệu lệnh của người điều khiển được không ạ? Rồi, cứ ngồi lên đi, không có bể em thì trách nhiệm con trâu này em đã từng ngồi rồi. Dạ, nhỏ tới lớn em được cái body chuẩn thể thao một cao, không cần phải cho ngồi trâu đó. Nè, ngồi lên không có bể à. Rồi, anh chị ta giơ hai tay lên đầu. Để ra phía sau giùm em, đúng rồi, để ra sau đó. Rồi, xin mời ban nhạc chuẩn bị giùm em music xong rồi nha. 3, 2, chưa làm bể nha, nhảy rồi, 3, 2, 1, music. Yeah! Hey, Kelly! Hey, ở đây giùm em, yeah! So, tay đâu, tay đâu, cho đây giùm em chị ơi! Hey! Ha! Yeah! Lắc cái hoài là lắc cái hoài là lắc cái màu, nghe chưa? Vậy chỗ, con muốn sinh, con muốn ra tình. Chú làm bể vậy chứ? Lắc thôi, dạ! Lắc cái màu từ trước tới xong. Dạ, dần. Hình như hai anh chị này cố tình này. Chưa, chúng ta chưa có chơi mà. Dạ, xin ra đây giùm em chị. Qua đây giùm em chị. Qua đây giùm em. Rồi bên này, chị qua này chưa mà. Chưa, ngồi xuống, ngồi xuống, thắng thua. Chị ngồi lên. Rồi, ngồi lên giùm em. Dạ, ngồi lên, chơi tư thế. Đặt cái mông xuống. Dạ, cho em hỏi là chị tên gì và đến từ đội nào? BCS. Chị Nguyên đến từ đội BCS. BCS đâu ạ? Cho chị Nguyên một chảo thằng lớn giùm em được không ạ? Rồi, cho em hỏi là chị tên gì ạ? Em tên Hợp, đến từ đội số 4. Chị Hợp đến từ đội số 4. Đội số 4, đội Lùng Mà Lé đâu ạ? Lùng Mà Lé đâu ạ? Rồi, theo các chị, hai đội Lùng Mà Lé và... Lùng Mà Lối hay Lùng Mà Lé? Lùng Mà Lối của đội bên này. BCS, hai chị đội nào thắng ạ? Theo chị đội nào chiến thắng ạ? Đội nào ạ? Đội nào ạ? Để trời mới biết, chưa trời sao biết. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng chung kết, đó là chúng ta sẽ nhảy chưa nha. Và một đội nhạc nhảy lên, mình sẽ nhảy rất là sung. Và khi đã đếm 1, 2, 3, chúng ta dùng cặp mông của mình làm bể. Anh chị nào làm bể trước thì nó sẽ thắng nha. Được không ạ? Rồi, để đây lên đầu giùm em. Đó, để đây trả lại như để giùm em. Thôi bây giờ để đây ra sau lưng đi. Đó đúng rồi. Đó cho nó sung. Lắc hoàng hoài nha. Dạ. Rồi. Nhá. Music. Yeah. Lắc cái lòng.
1, 2, 3 làm để được ạ. 1, 2, 3, vô. Yeah, 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 yeah. Chưa, làm lại, chưa. Làm lại đi chị, chừng nào làm bể thôi. Ở dưới cổ vũ được lớn được không ạ? Làm lại. Yeah. 1, 2, 3, yeah. À, dạ, rốt cửa rồi, làm lại. Nhà kêu mấy bên ơi. Dạ, làm lại chị. Chị. Ngồi lên, trong cảm xúc giữa hai người, hai cô gái hot girl. 3, 2, 1, cố lên, yeah. Rồi, xin mời chị về chỗ. Dạ. Xin mời cặp băng kỳ diệu của diễn đàn web kế toán ngày hôm nay 2014. Xin mời hai chị hãy đứng lại đây. Dạ. Xin mời đại diện của công ty Inco, chúng ta hãy trao một phần quà đại diện, đó là một cái chìa khóa của chiếc SH. Thế chị này cưỡi siêu cao, cưỡi cao em rồi, chúng ta sẽ cưỡi siêu xe.